Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ước tính 2 triệu người Hồng Kông xuống đường biểu tình chống dự luật bắt và trao trả vào ngày Chủ nhật 16 tháng 6, 2019. Và các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục được diễn ra cho thấy là sách lược một quốc gia hai thể chế đã hoàn toàn thất bại. Đây là dịp để chúng ta xem xét lại toàn cảnh Hồng Kông để thấy hiệu quả có thể là một trung cộng chia năm xẻ bảy. Theo điều ước Nam Kinh ký năm 1842, thì nhà Thanh vĩnh viễn những đảo Hồng Kông cho Anh quốc. Sau đó năm 1860, theo điều ước Bắc Kinh lại những bộ vĩnh viễn bán đảo Cửu Long và đảo Ngang Thuyền Châu. Đến năm 1892 thì Anh quốc lại thuê đảo Lạng Đầu và một số vùng ở phía Bắc Cửu Long trong vòng 99 năm để lập ra khu Tân giới. Năm 1982 thì Anh quốc ban đầu định giữ lại đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu Long, còn trao trả phần còn lại cho Trung Cộng, nhưng bị Đặng Tiểu Bình bác bỏ. Ông Đặng hứa là sẽ đối xử Hồng Kông như một lãnh thổ tự trị, tiếp tục duy trì thể chế tự do, chỉ ngoại giao và quân sự thuộc quyền kiểm soát của Bắc Kinh. Lời ông Đặng hứa được coi là một sắc lược, một quốc gia, hai thể chế. Năm 1984, tuyên bố chung Trung Cộng và Anh Quốc ra đời. Hồng Kông thành đặc khu hình chính thuộc Trung Cộng, nhưng duy trì phương pháp sinh hoạt tự trị trong ít nhất là 50 năm. Về phía Anh Quốc tin vào lời hứa và nghĩ rằng sau cải cách kinh tế thì Trung Cộng sẽ tiến hành cải cách chính trị như tiến hành dân chủ hóa tại Đài Loan và Nam Hàn. Nhưng điều này đã không hề xảy ra. Ngày 4 tháng 6 năm 1989 thì Trung Cộng đã nổ súng tàn sát phong trào dân chủ tại Thiên An Môn. Năm 1990, mặc dù bị Bắc Kinh phản đối, Thống đốc Chris patten đã phê chuẩn bộ luật cơ bản và cải cách phương pháp bầu cử vào Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Trước đây thì Thống đốc Hồng Kông được nữ hoàng bổ nhiệm, nhưng cư dân Hồng Kông có cuộc sống hoàn toàn tự do. Luật pháp Hồng Kông được xây dựng dựa trên luật pháp của Anh quốc mọi quyền tự do đều được bảo đảm. Hồng Kông là một thương cảng tự do và mở cửa hấp thụ tư tưởng từ khắp nơi trên thế giới, kết quả chuyển giao tốt hơn mọi dự đoán. Tới ngày trao trả 1 tháng 7 năm 1997, chỉ hơn 10% cư dân rời bỏ Hồng Kông và sau đó không xảy ra một làn sóng thuyền nhân chạy trốn cộng sản như trường hợp của Việt Nam. Thời gian ban đầu sinh hoạt chính trị Hồng Kông có phần cởi mở nhưng càng ngày mọi sinh hoạt chính trị càng bị kiểm soát và bị lèo lái bởi Bắc Kinh. Làm dân Hồng Kông lo ngại các quyền tự do cơ bản của họ sẽ bị Bắc Kinh tước đoạt dần dần. Năm 2003, nửa triệu người tham gia biểu tình tuần hành phản đối dự luật an ninh, chống lật đổ chính quyền do đặc khu trưởng Đổng Kiến Hoa đề xuất. Người biểu tình lo ngại dự luật tước đi quyền tự do biểu lộ chính sách, quan điểm riêng, tự do ngôn luận và cả tự do tôn giáo, buộc Đổng Kiến Hoa phải hủy bỏ và sau đó từ chức. Đầu năm 2014, thì Quốc hội Trung Cộng tuyên bố là đặc khu trưởng sẽ do 1.200 đại cử tri bầu và phải được Bắc Kinh bổ nhiệm. Một cuộc trưng cầu dân ý trên mạng được mở ra đòi hỏi người Hồng Kông được quyền trực tiếp bầu đặc khu trưởng. Sau đó, phong trào dù vàng giấy lên một cuộc biểu tình đòi tự do bầu cử, làm tê liệt Hồng Kông trong vòng 2 tháng nhưng Tập Cận Bình dứt khoát là không chấp nhận. Năm 2017 thì bà Claire Lam được bổ nhiệm làm đặc khu trưởng. Vào tháng 11 năm 2018, bà đã cùng ban cố vấn bay sang Bắc Kinh để gặp Tập Cận Bình. Theo tin của Tân Hoa Xã thì ông Tập cho biết là Hồng Kông phải ban hành các đạo luật an ninh quốc gia chống lại nổi loạn, lật đổ, ly khai và phản quốc. Nhưng vụ án giết người ở Đài Loan, nhưng thủ phạm lại bỏ trốn về Hồng Kông. Bà Kellem đề nghị dự luật bắt và trao trả cho phép đặt khu trưởng ký, chấp nhận yêu cầu bắt và trao trả sang Đài Loan và Trung Cộng, mà không cần thông qua hội đồng lập pháp. Chính phủ Đài Loan công khai biểu lộ lo lắng về quyền tự do của người Hồng Kông bị lạm dụng, nên không đòi hỏi và cũng không chấp nhận việc bắt và trao trả về Đài Loan. Bà Kellem từ chối mọi đề nghị làm giấy lên dư luận Trung Cộng lợi dụng vai trò của đặc khu trưởng để giới hạn dần quyền tự do của người Hồng Kông. Họ lo sợ bị ghép tội, bị bắt bớ và bị xử không cân bằng như vẫn thường xảy ra ở Trung Cộng. Thủ tướng Anh quốc Theresa May đã lên tiếng phản đối dự luật bắt và trao trả và tuyên bố là sẽ xem xét lại tuyên bố chung giữa Anh quốc và Trung Cộng vào năm 1984. Năm 1992, thì Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật chính sách Mỹ cho Hồng Kông một quy chế đặc biệt tự do và tự trị tách biệt từ Trung Cộng. Nhờ thế, Hồng Kông tiếp tục được chuyển giao công nghệ tiên tiến, tự do thương mại, tự do trao đổi tiền Mỹ và tiền Hồng Kông, công nhận là trung tâm tài chính thế giới. Đạo luật trao cho Tổng thống quyền ban hành xác lệnh trừng phạt nếu Hồng Kông mất quyền tự trị đầy đủ theo các điều khoản trong tuyên bố chung năm 1984. Trong hoàn cảnh hiện nay, một xác lệnh như thế sẽ ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, công nghệ và tài chính của Trung Cộng, vốn đang trên đà thục dốc. Mọi hàng hóa của Hồng Kông sản xuất sang Mỹ bị cùng một mức thuế như Trung Cộng. Trung Cộng sẽ mất trung tâm tài chính Hồng Kông. Vốn đầu tư sẽ bị rút ra khỏi Hồng Kông. Các công ty Trung Cộng sẽ bị phong tỏa tài chính từ nguồn tư bản của Mỹ. Và giá trị của các tập đoàn nhà nước được niêm yến trên sàn Hồng Kông sẽ bị thụt giảm thảm hại. Ngày 12 tháng 6, 2019, Quốc hội Mỹ cho tu chính đạo luật về Hồng Kông năm 1992, yêu cầu Bộ Ngoại giao mỗi 6 tháng phải phúc trình Quốc hội về tình trạng tự trị của Hồng Kông, xem còn đáng hưởng quy chế đặc biệt nữa hay không. Tập Cận Bình vừa ngon ngọt, một quốc gia hai thể chế với Đài Loan, lại vừa hăm dọa sẽ sử dụng vũ lực để thống nhất đất nước. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã tuyên bố là Đài Loan ủng hộ Hồng Kông. Bà cho biết tự do là một giá trị mà người dân Đài Loan trân trọng. Đài Loan đang càng ngày càng tự do dân chủ hơn, trong khi Hồng Kông đang mất dần tự do. Chủ nhật vừa qua trước Quốc hội Đài Loan, khoảng 10.000 người biểu tình mang theo biểu ngữ Đài Loan ủng hộ Hồng Kông, nói không với luật bắt và trao trả sang Trung Cộng, và kêu gọi Quốc hội chính thức ra tuyên bố lên án dự luật bắt và trao trả. Gần đây, thì Mỹ thông qua đạo luật bảo đảm Đài Loan 2019, ủng hộ Đài Loan tăng chi tiêu quốc phòng, thường xuyên bán vũ khí, công cụ quốc phòng cho Đài Loan, ủng hộ Đài Bắc tham gia các tổ chức quốc tế, nhìn nhận Đài Loan là một quốc gia và sử dụng quốc kỳ Đài Loan. Lời hứa một quốc gia hai thể chế không được thực hiện, nên Hoa Kỳ cũng đang từng bước nhìn nhận Đài Loan và Hồng Kông như hai thể chế độc lập. Nhà Thanh đã nhượng vĩnh viễn đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu Long và đảo ngang Thuyền Châu cho Anh quốc nên nhiều người Hồng Kông muốn thành phố của họ quay về với Anh quốc và được độc lập từ Trung Cộng. Thế giới đang rất quan tâm đến hàng triệu người Tân Cương đang bị giam trong các trại tù ở Trung Cộng. Tình hình an ninh và chính trị Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông và nhiều nơi khác cũng không được ổn định. Vì thế Bắc Kinh phải thiết lập cả hệ thống an ninh dùng công nghệ tối tân để kiểm soát toàn bộ xã hội và kiểm soát ý thức chính trị của người dân. Quốc hội hiện nay đang xem xét chế tài các công ty cộng tác với Bắc Kinh trong việc đàn áp nhân quyền. Quá trình nhanh chóng sụp đổ của Đông Âu và Liên Xô trước đây dường như đang tái diễn. Các tiền đồng xã hội chủ nghĩa cuối cùng bao gồm Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam đang bộc lộ những khủng hoảng khó có thể thoát qua. Hồng Kông, Đài Loan, Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông sẽ đứng lên giành lại tự do và độc lập thế giới và nhất là Việt Nam sẽ thanh bình thoát khỏi tham vọng bá chủ toàn cầu của Tập Cận Bình và nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài viết có phải Trung Cộng đang trong thời điểm tan rã do Nguyễn Quang Duy biên soạn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.